gian học trung tâm cứ không có mấy. Đây là thầy ạ. Xin chào. Hôm nay tôi sẽ nói lại cho em về chương trình một chút nhé. Sau đấy thì sẽ sang để cô Dung làm một cuộc nếu như các em còn vấn đề thắc mắc thì sẽ làm luôn. Em gọi tên đầy đủ là gì nhỉ? Hoàng Xuân Lực ạ. Hà Xuân Lực ạ. Hoàng Xuân Lực ạ. Em đến từ Bắc Giang ạ. Huyện gì nhỉ? Ở huyện Yên Dũng ạ. Huyện Yên Dũng là xã gì? Thôn Voi, Bình Sơn, Yên Dũng, Bắc Giang. À, thôn Voi ạ. Vâng. Cũng Bình Sơn. Cậu em là thôn Quỳnh. À. Yên Dũng, Bắc Giang. Thì tôi đã trao đổi với cậu rồi, cậu Nguyễn đấy, mà đã đi mà đã chuyển visa để đến làm đấy. Thế thì về chương trình thì chắc là cũng chỉ trao đổi ngắn gọn một lần nữa thôi. Chẳng còn vấn đề gì không rõ thì sẽ trao đổi thêm. Nhưng bên cạnh đấy thì cậu Nguyễn đã chuyển visa thì em có nắm được bây giờ lương cậu được bao nhiêu? Dạ em nghe nói lương cậu là 50 triệu. Lương 50 triệu. Thì sang bên đấy thì cứ đi theo đúng cái lộ trình nhà trường đưa ra thì mọi việc nó đều ổn. Và cố gắng ở thời điểm này thì khi được tổ thứ hai nữa thì mọi việc nó sẽ ổn. Thế thì tôi sẽ tư vấn lại cho em về chương trình một lần nữa, làm rõ nhé. Sau đấy thì trong quá trình tham gia có vấn đề định hướng thì tôi sẽ trao đổi thêm. Tức là chương trình đào tạo visa E7 Hàn Quốc ấy. Hàn Quốc. Dạ. Chương trình này chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 thì cũng giống như cậu của em thôi. Tức là học tiếng Hàn. Học tiếng Hàn. Học tiếng Hàn. À. Qua. Được chưa nhỉ? Đấy. Mục tiêu ở giai đoạn này, một là cố gắng phải có topic. Topic 2 được ghi nhận. Nếu có topic 2 thì sang bên kia thì thời gian học mình sẽ ngắn. Còn trước đây cậu em đi là học sẽ dài, bởi vì này thời đấy đi thì chưa có topic. Được chưa? Đấy. Mục tiêu thứ hai đó là phải có visa. Đấy. Và có cái topic 2 thì từ cái việc có visa là dễ. Nó không khó nữa, được chưa? Vâng. Đấy, giai đoạn 1 nhá. Giai đoạn 2 là em sẽ học. Nếu như có topic 2 rồi thì em sẽ học nghề công nghiệp gốc. Đấy, tại Hàn. Đúng không? Và em phải xác định đi là bây giờ sẽ xác định là tháng 12 hoặc tháng 3 thôi. Tháng 2 hoặc tháng 3. Tháng 12 hoặc tháng 3 phải xác định rõ như thế nhá. Nếu như mà đi vào trường cô chê và giống như cậu của em ấy thì tháng 12 nó tuyển thì mới đi. Còn nếu không tuyển thì mình sẽ phải đi tháng 3 năm sau, được chưa nhỉ? Cái đó bắt được, và quan trọng nhất là đạt được cái này. Đấy, tháng 10 này mới thi, được chưa nhỉ? Rồi tháng 10 thi thì rõ ràng là tháng 10 mà thi mà làm hồ sơ thì sẽ không kịp được, được chưa nhỉ? Cho nên xác định phải đi vào tháng 12 hoặc tháng 3 sang năm. Đấy. Mục tiêu ở cái giai đoạn học nghề ở bên đấy là mục tiêu thì một là phải có topic 3, đấy giống như cậu của em ấy, để ra trường. Hai là phải ra trường, đấy tức là học thì phải tốt nghiệp, được chưa nhỉ? Ba là chuyển visa, được chưa nhỉ? Riêng cái việc chuyển visa này không phải lo, bởi vì đây là cái chương trình khép kín của chính phủ Hàn Quốc rồi, cho nên là em đủ hai điều kiện này thì em sẽ được chuyển visa thôi. Được chưa nhỉ? Đấy, thế thì chi phí đi thì nó sẽ hết tầm khoảng 200 đến 210 triệu. Bây giờ là như thế nhá, trước đây cục của em đi thì hết tầm khoảng 175 triệu thôi. Nhưng mà bây giờ thì 200 đến 210 triệu, vì tại sao? Nó có 1 năm học phí đại hàng. Một năm phí túc xá. Được chưa nhỉ? Tại Hàn rồi, trước đây cậu em đi thì có 6 tháng thôi. Bây giờ là 1 năm. Được chưa? Đấy. Các chi phí khác tại Việt Nam. Đấy.
Dạ. Đấy. Thì trong thời gian học này giống như cậu của em đã trải qua đấy, thì một năm nó có 12 tháng, thì nó có 8 tháng học và 4 tháng nghỉ. Thì mình trong thời gian học đấy thì mình sẽ đi làm thêm, được chưa? Và 4 tháng nghỉ thì mình sẽ được đi làm thêm nhiều hơn, được chưa? Và hoàn toàn trong trong cái giai đoạn này thì là nó sẽ đủ tiền chi phí sinh hoạt cho mình tại Hàn Quốc cũng đóng phí năm tiếp theo, được chưa? Thời gian học ở đây thì nó khoảng 2 năm nhá. Đấy, đúng rồi. Và nó sẽ học hai nghề, đó là nghề CNC hoặc nghề hàn. Cậu của em thì học nghề hàn, bởi vì là cô chê nó chuyên về hàn đóng tàu, được chưa? Đấy, được chưa nhỉ? Giai đoạn ba là chuyển visa E7, được chưa? Đấy. Thì chuyển E7 thế nào? Cậu đi rồi. Cậu của em. Ờ, được chưa nhỉ? Thì cái này tôi không muốn nói nhiều với em nữa, bởi vì thời gian của chúng ta nó ngắn đấy và nó hơi nặng đấy. Thì về tổng thể cái chương trình như thế thì em còn vấn đề cái nào không? Là một cái, hai tôi nói với em về cái nộp tiền. Nộp tiền nhá, thì đối với Hàn Quốc thì chia làm hai lần thôi. Lần một là hôm nay là em sẽ chuẩn bị khoảng 23 triệu, được chưa? Lần hai là em sẽ khi bên cô chê hoặc bên trường bên kia có invoice về thì em sẽ nộp hết số tiền đã, cái gì nhỉ? Đấy, tức là khi có invoice ở bên kia về thì gần như chúng ta sẽ nộp hết số tiền rồi, được chưa? Đấy, đấy là quy trình nộp tiền này. Ừ, thì nó hết 200 triệu thì đến lượt tới mình sẽ chuẩn bị khoảng 180 triệu của mình rồi. Đấy, nhưng mà tôi em bảo là cái phần về đấy là tổng thống. À đúng rồi, vâng. Thì riêng cái phần mà như cậu Luyện đã trao đổi với tôi đấy, thì riêng cái phần học phí và tìm kiếm xá ở bên Hàn thì tôi sẽ liên hệ với lại cậu chủ của em lên trên trường nộp, được chưa nhỉ? Thì em chỉ nộp mỗi chi phí ở bên này thôi. Vâng, đấy, nhưng mà tổng thể đầu tiên thì tôi vẫn phải nói, vâng, được chưa nhỉ? Còn nộp tiền ở bên kia là sẽ do cộng đồng, được chưa? Câu đùa nào? Vâng, tổng rồi. Ờ, thế thì ngon quá, còn gì nữa, được chưa? Ừ, thì công tạo điều kiện cho mẹ như thế thì đỡ phải lo, mà sang như thế được đã có cậu đi rồi, công ăn việc làm rồi thì làm thêm cũng không phải lo, được chưa? Em bởi vì là Luyên nó cũng nhanh nhẹn một cái hai, nên là mình cũng về nhà đi rồi, thế nên mọi việc mình yên tâm, được chưa? Em còn có người nhà thì quên đi. Ừ, còn vấn đề cái hỏi năng lực em có ạ. Ừ, chứ không phải là học phí ở Việt Nam ấy. Ừ, thì mình trường tiền bay đi. Ừ, thì mình còn bao nhiêu tiền? Nó hết như tôi đã nhắn cho cậu của em rồi, thì nó hết tầm khoảng 75 triệu. À, ừ, nha. Để em gia đình em chuẩn bị. Ừ, hết khoảng này, được chưa? Ừ. Bởi vì hôm nay em mang đi, em mang chỉ mang tiền học phí và chuẩn bị em vào xong khi tới bên này là cho bố mẹ. Ừ, tuần sau em về lấy thêm. Ừ, nghe gia đình em chưa chuẩn bị. Ừ, thế hôm nay em chuẩn bị bao tiền? Em chuẩn bị tiền học phí, tiền ký túc xá, tiền đồng phục. Là bao nhiêu? Là tổng là 10 triệu. Ừ. Thế thì tôi cũng sẽ sắp xếp cho em vào ở trước, được chưa nhỉ? Vâng. Sau đấy thì sang tuần bảo bố mẹ gửi lên thêm 13 triệu nữa. Vâng. Để nộp nhá. Ừ, được chưa? Còn vấn đề cần hỏi không? Em thấy rồi. Ừ. Thế thì em sang đây để làm thủ tục học nhá. Anh thầy sẽ bảo hiểu vấn đề không? Được chưa nhỉ? Vâng. Em dưới cái năm lớp 10. Ừ.